Anh, anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần tin trong ngày hôm nay với ba nội dung chính như sau. Tin thứ nhất là cụ phụ tá chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị ngồi tù 14 ngày. Tin thứ hai là tỷ phú Jack Ma sắp chuyển giao quyền lực tại công ty Alibaba. Và tin cuối cùng là Việt Nam lọt vào top 3 tăng trưởng số người siêu giàu nhưng lại không rõ nguồn gốc. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì cuộc phụ tá của chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông George Papadopoulos đã bị kết án 14 ngày tù giam sau khi thừa nhận rằng ông đã nói dối FBI về mối liên hệ với một giáo sư liên quan tới nước Nga. Người đã thông báo cho ông vào tháng 4 năm 2016 rằng Nga nắm được thông tin bất lợi cho Hillary Clinton và hàng nghìn email khác. Ông Paradolos khai với điều tra viên Robert Mueller rằng cuộc trò chuyện xảy ra trước khi ông trở thành cố vấn chiến dịch của ông Trump. Thực tế là ông đã từng làm việc cho chiến dịch hơn một tháng vào thời điểm đó. Ngoài án bị 14 án tù thì ông George Parapolos vẫn còn chịu một dạng năm bị giám sát, hơn 200 giờ phục vụ cộng đồng và bị phạt gần 10.000 đô la Mỹ. Người đồng sáng lập và cũng là chủ tịch công ty Alibaba là tỷ phú Jack Ma cho hay sẽ không nghỉ hưu và chỉ chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo trẻ tiếp quản công ty vào ngày thứ hai tuần tới và cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 54 của ông tỷ phú Jack Ma muốn dành thời gian làm thiện nguyện trong lĩnh vực giáo dục. Ông từng là một giáo viên Anh Văn, sau đó thì cùng với 17 người khác thành lập nên công ty Alibaba vào năm 1999, đưa công ty này trở thành một trong những công ty buôn bán trên mạng hàng đầu thế giới, thay đổi cách mua hàng và trả tiền của người dân Trung Quốc. Công ty này hiện đang có khoảng vào trị giá là 420 tỷ đô la Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Bloomberg TV vào tuần này, thì ông Jack Ma nói rằng ông sẽ không bao giờ giàu có bằng tỷ phú Bill Gates, người đồng sáng lập lên công ty Microsoft, nhưng sẽ được nghỉ sớm hơn, nghỉ hưu sớm hơn là ông Gates. Ông Bill Gates dần rời khỏi chức vụ chủ tịch công ty Microsoft vào năm 2014, lúc 58 tuổi. Chuyển sang phần tin quốc cùng ngày hôm nay là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Việt Nam cho rằng không nên vui mừng quá sớm trước việc Việt Nam đứng thứ ba thế giới về tốc độ tăng trưởng nhóm siêu giàu, bởi cần phải xem lại những người này giàu lên từ nguồn gốc nào. Báo Người lao động dẫn tin từ hãng nghiên cứu WellX vừa công bố báo cáo về người siêu giàu thế giới cho thấy rằng Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới trong giai đoạn từ năm 2012 cho đến năm 2017. Số người siêu giàu tại Việt Nam với tổng số tài sản trị giá từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên tăng trưởng với tốc độ gần 13% trong từ năm 2012 đến năm 2017 và chỉ xếp sau Bangladesh và Trung Quốc. Tin cho biết rằng là theo dự báo, nếu mà trong vòng một thập kỷ tới, tức là đến năm khoảng 2026, thì số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng lên mức là 540 người. Tuy nhiên, thì nhận định về việc này, chuyên gia kinh tế là tiến sĩ Lê Đăng Doan lại cho rằng Việt Nam cần phải xem xét số người siêu giàu trong nước là giàu lên từ đâu. Hiện tại, thì danh sách của Webex lại không công bố chi tiết về con đường làm giàu của các triệu phú Mỹ Kim của Việt Nam. Tiến sĩ Anh cho rằng, nếu như những người này giàu lên từ công ty sân sau như là bất động sản rồi ăn trên lệch giá đất, thì điều này không đáng mừng. Bởi vì việc này không giúp Việt Nam giải quyết được bài toán thu nhập cao cho người lao động, không tạo được nhiều công ăn việc làm, cũng như là không đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước mà chỉ mang lại một số lợi ích cho một số cá nhân. Vừa rồi là phần tin trong ngày hôm nay. Nhất Anh kính chào và hẹn gặp lại.